này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sung vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Bạn từ đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng, ta kết duyên trở nên bạn hiền. Hôm nay ta về đây cầm tay nghe tình tràn đầy, hôm nay ta về đây phút giây vui sum vầy. Mình là Phật ngày mai học tu cho thật hăng hái, ta vượt qua trong gai xây đời vui tương lai. Này bạn thân ơi, ta cùng về đây tu tâm, tâm khai chi sáng tiêu tan những cơn mê lầm. Đô thành còn tôi ở phương trời xa, ta hát vang khúc ca đạo vàng. Vào 19 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2023, tức 18 tháng 5 năm Quý Mão, tại ngôi già Lam Linh Quang cổ tự tường Vân Văn Ổ thuộc phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương đã long trọng tổ chức buổi lễ tổng kết và trao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa 1 và khai giảng lớp Phật học trực tuyến nâng cao khóa 2. Tham dự buổi lễ gồm có Đại Đức Thích Chánh Thuần, Ủy viên Ban Hoàng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoàng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thường Tín, Chủ nhiệm lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và khóa 2, Đại Đức Thích Hương Hạnh, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Hải Dương, Đại Đức Thích Minh Tánh, Phó Nhóm Liên Tông Tịnh Độ Hải Dương, Đại Đức Thích Quảng Nghiêm, Chánh Thư Ký Hướng dẫn Phật tử Hải Dương, Đại Đức Thích Thanh Quảng, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo thị xã Kinh Môn, Ni sư Thích Đàm Tiếp, Phó Ban Đặc trách Ni giới, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lộc, sư thầy Thích Diệu Hiền, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Hải Dương, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Giang, sư thầy Thích Diệu Dẫn, Ủy viên Phân Ban Đào tạo Giảng sư Ban Hoàng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ nhiệm lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và khóa 2, sư thầy Thích Đàm Thảo, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử Hải Dương, Phó Chủ nhiệm lớp Phật học trực tuyến khóa 2, sư thầy Thích Diệu Lâm, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm lớp Phật học trực tuyến khóa 2. Cùng nhiều các quý thầy đã tham dự buổi lễ và có mặt trong buổi lễ đều là những học viên của lớp Phật học trực tuyến khóa 1 thuộc tổ 13, đơn vị Hải Dương. Tất cả các học viên đều đã hoàn thành xuất sắc khóa học đào tạo từ xa do Ban Hoàng Giáo hội Phật Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Thầy về nơi đây, đất thưa khô cằn, miền quê khó khăn, cách xa thành đô. Thầy về nơi đây được mấy năm rồi, trong đêm hiu hắt không bóng người qua. Từng ngày mưa nắng lẻ loi một mình, cùng bao tháng năm sống trong lặng yên, hoằng truyền Phật pháp dẫn lối bao người. Rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn, đường dài phía trước thầy bèn tâm vững bước đi qua. Dù lắm phong ba vẫn mong thầy không nản lòng, để ngày mai chúng con được thấy chính ở nơi đây thêm bao đổi thay. Niềm
như trời xanh nắng lên ngày mai phơi phới con tim nở môi cười thắm tươi. Mình cùng bao tháng năm sống trong lặng yên hoàng truyền phật pháp dẫn lối bao người rồi thầy cũng sẽ bước qua nhọc nhằn đường dài phía trước thầy bên tâm vững bước đi qua quả thật vậy thể hiện tấm lòng tôn kính của chư tôn đức quý vị khách quý tinh thần hiếu khách của người con phật tử trong ngày vui hôm nay con phật tử Nguyễn Thị Liên pháp danh Hoa Diệu Tâm xin thành kính hát cúng dường tất cả quý đạo hữu bài hát lời chào quý khách dân ca quan họ Bắc Ninh theo điệu mười nhớ Nam Mô A Di Đà Phật.
Của bé Như Ngọc, đạo tràng Hưng Phúc, Nam Mô A Di Đà Phật.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dư cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Đó là nội dung bài hát Niềm an vui do Phật tử Thu Hoài, chùa Nghiêm Quang biểu diễn. Nam mô A Di Đà Phật. Như bữa cơm thanh đạm
cùng hát đây nha, nếu ai thuộc thì hát à. Đến trong ta được mang tên Niềm An Vui. Với ca khúc này, Thu Hoài xin kính tặng tới toàn thể quý Phật tử luôn luôn có một cuộc sống bình yên, an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Và xin mời quý Phật tử chúng ta cùng hát. Cũng đã kết thúc. Xin tất cả quý vị mình hãy khởi thân đứng dậy, quay mặt ra ngoài cửa cái để mình cung nghinh quý thầy Quang Âm Pháp Tòa. Nam mô A Di Đà Phật. 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 No.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Chúng con xin dâng thành quý thầy, mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, trong giờ phút trọng thể của buổi lễ, hương trầm đang quyện tỏa tâm thành trí kính của những người con Phật đang kết thành những áng mây hoa tâm ngàn đoá dưới sự chứng minh của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long Hộ Pháp, chư Hiền Thánh Tăng và sự hiện hữu gia ân của hồn thiêng sông núi, hồn thiêng của bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập đất nước, bao anh linh thánh tử đạo vì đạo Pháp quên mình hiện đang sinh ngự về đây. Để mở đầu cho buổi lễ, chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, kính mời toàn thể quý đạo hữu khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Dạ, Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thập phương xa gần, tâm nguyện muôn thuở của người con Phật là hoằng pháp vi gia vụ lợi sinh, lợi sinh làm sự nghiệp, luôn lấy vấn đề hoằng pháp lợi sinh làm kim chỉ nam cho sự nghiệp sinh hoạt của mình. Đó là bản hoài của chư Phật và lịch đại tổ sư truyền thừa qua nhiều thế hệ, ngõ hầu xóa nhận dần những huệ lụy đau thương của cuộc đời. Với tinh thần cơ bản đó, bao mái chùa xuất hiện giữa dòng nhân thế không ngoài mục đích cho con người tìm về chánh đạo, tu tâm dưỡng tính, mang thông điệp đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý đạo hữu, khi Tổng thống Mỹ đến thăm đất nước Nhật Bản mới hỏi Thủ tướng Nhật Bản tại sao đất nước của ông có quá nhiều chùa chiền như vậy? Thủ tướng Nhật Bản trả lời, sở dĩ đất nước của tôi xây dựng quá nhiều chùa chiền vì chúng tôi không muốn có quá nhiều nhà tù. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ tông. Vâng, đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, thầy về nơi mảnh đất thiêng, cho hoa cho lá càng thêm sắc màu. Thầy về hạnh phúc làm sao, chúng con thắm lại biết bao ân tình. Vâng, về chứng minh và tham dự cho buổi lễ hôm nay, trước nhất và trên hết, chúng con được cung kính đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Chánh Thuần, Ủy viên Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Thường Tín, chủ nhiệm lớp học Phật học trực tuyến. Chúng con xin cung kính đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Hương Hạnh, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Hải Dương. Chúng con xin cung kính đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Quảng Nghiêm, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Hải Dương. Chúng con xin cung kính đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Thanh Quảng, Ủy viên Ban Chư sĩ Phật giáo thị xã Kinh Môn. Chúng con xin cung kính đảnh lễ giới thiệu Đại Đức Thích Minh Tánh, Phó Nhóm Niên Tông Tịnh Độ, tỉnh Hải Dương. Chúng con được cung kính đảnh lễ giới thiệu Ni Sư Thích Đàm Tiếp, Phó Ban Chánh sự Ni Giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương, Phó Ban Chi sự Phật giáo huyện Gia Lộc. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Sư Thầy Thích Diệu Dẫn, Ủy viên Phân Ban Đào tạo lớp giảng sư, giáo thọ sư lớp học, lớp Phật học trực tuyến. Dạ, chúng con xin cung kính đảnh lễ giới thiệu Sư Thầy Thích Diệu Hiền, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Hải Dương, Phó Ban Chi sự Giáo hội Phật giáo
Việt Nam, huyện Bình Giang. Chúng con cung kính đảnh lễ giới thiệu Sư Thầy Thích Diệu Lâm, Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Thanh Hà. Chúng con được cung kính đảnh lễ giới thiệu Sư Thầy Thích Đàm Thảo, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Hải Dương, Nam Mô A Di Đà Phật. Về phía đại biểu Ban Ký sự lớp Phật học trực tuyến, cô bác Tạ Đức Thắng, Nguyễn Viết Lộc, Đỗ Thu Huyền, lớp Phó Xã hội, Nguyễn Tùng Lâm, Thư ký. Về phía lãnh đạo địa phương, khu dân cư được xin trân trọng giới thiệu ông Đào Văn Đóng, Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư Văn Ổ. Bà Phạm Thị Tĩnh, Phó trưởng khu dân cư Văn Ổ, đề nghị toàn thể đạo tràng nhiệt liệt chào mừng. Và đặc biệt có sự hiện diện của quý Phật tử đạo tràng chùa Nghiêm Quang, quý Phật tử đạo tràng chùa Hưng Phúc, Phật tử chùa Tường Vân và các chùa lân cận, nhân dân xa gần đã về tham dự. Xin trân trọng giới thiệu chung. Hôm nay dưới ánh từ quang của Đức Từ Phụ, sự hộ niệm của mười phương Tam Bảo, sự chứng minh của chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, sự cho phép của ban điều hành lớp học trực tuyến khu vực phía Bắc, quý thầy trong ban điều hành thuộc tổ 13 tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức lễ tổng kết và gặp gỡ trao đổi trên tinh thần pháp lạc trên đại đức Tăng Ni đã thương tưởng quang lâm về chứng minh, và sự hiện diện của quý đạo hữu đã tề tựu về đông đủ. Một lần nữa chúng con được cung kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni và gửi lời cầu chúc an lành đến toàn thể quý đạo hữu thiện nam tín nữ Phật tử thập phương xa gần. Kính chúc buổi lễ đêm nay được thập toàn viên mãn. Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho buổi lễ được trang nghiêm thêm phần công đức, thay lời cho ban tổ chức xin phép thông qua chương trình của buổi lễ như sau: niệm Phật cầu gia hộ, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự, diễn văn khai mạc, báo cáo tổng kết khóa học, lời cảm tưởng của Phật tử, đạo từ của chư tôn đức, phát bằng chứng nhận, cảm tạ và hồi hướng. Vâng, đó cũng là toàn bộ nội dung của buổi lễ hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư đức Tăng Ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, ngàn năm diệu pháp mưa bay, ngàn năm diệu pháp tuyên bay muôn đời, ngàn năm sóng dậy trùng dương, ngàn năm diệu pháp tỏa hương ngạt ngào. Trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị, với sự gia hộ của mười phương chư Phật, để cho buổi lễ thêm bội phỏng công đức, ban tổ chức chúng con xin cung thỉnh Sư Thầy Thích Diệu Lâm hoan hỷ tuyên đọc diễn văn khai mạc hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh chư Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể các ban ngành, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày mồng 5 tháng 7 năm 2023, tức ngày 18 tháng 5 năm Quý Mão, được sự cho phép của quý ngài trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương và Ban điều hành lớp Phật học trực tuyến, quý thầy trong ban hướng dẫn Phật tử tổ 13 đơn vị Hải Dương tổ chức lễ tổng kết lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và sơ kết 6 tháng đầu năm khóa 2 tại chùa Tường Vân, thôn Văn Ổn, xã An Sinh, huyện Kinh Môn. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân sự hiện diện chứng minh của chư tôn Thiền Đức, quý vị khách quý, và chào mừng toàn thể quý Phật tử xa gần đã về tham dự. Chúc quý vị sức khỏe và vạn sự cát tường. Ngưỡng bạch chư tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể quý liệt vị, đã từ lâu chúng con luôn trăn trở thao thức rằng phải làm sao để có thể tổ chức được một mô hình sinh hoạt tu học cho quý Phật tử và pháp hành trì trong giáo pháp nhiệm màu của Đức Phật, tìm lại với truyền thống cội nguồn, học tập những tinh hoa cao quý của Phật Pháp. Trong những năm dịch vừa qua, các Phật tử không thể trực tiếp đến chùa tu học được.
Ban Hoằng pháp Trung ương chỉ đạo quý thầy trong ban phân ban đào tạo giảng sư khu vực phía Bắc do Đại đức Thích Chánh Thuần đảm nhiệm lớp Phật học trực tuyến cho các Phật tử muốn học hỏi giáo lý nhà Phật vào tối thứ bảy hàng tuần. Đây là một mô hình sinh hoạt giáo lý nhà Phật mới mẻ an lạc trong thời đại dịch, mà theo nhận định của phần đông sẽ có tác dụng bổ ích trực tiếp và có giá trị chuyển hóa rất nhiều tới quý Phật tử. Qua lớp học, quý Phật tử sẽ có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ, học tập những phương pháp giáo lý, tâm lý ứng dụng qua hệ thống chan, mà ở nhà kết nối toàn cầu nghe pháp hiểu được chân lý khi đối diện nghịch cảnh và khổ đau do áp lực cuộc sống mang lại. Đây cũng là một thắng duyên triển khai năng lượng của người Phật tử, phát huy trí tuệ, trau dồi tam vô lậu học, giới định tuệ, làm nền tảng cho tiến trình giác ngộ và giải thoát, thể hiện và nêu cao tinh thần đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, Phật pháp không lìa thế gian mở giác ngộ, để mang lại giá trị đạo đức siêu tuyệt của tâm linh và những giáo lý chia sẻ cùng quý Phật tử. Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thành kính tri ân đến chư tôn Thiện Đức Chứng Minh, những người đã luôn quan tâm và đặt lặng về trách nhiệm hoằng pháp lợi sinh, luôn làm lợi lạc cho đời, sẵn sàng tùy duyên nhập thế. Kính chúc quý ngài pháp thể khinh nhan tuệ đăng thường chiếu Phật sự viên thành. Chúng tôi tri ân đến quý các cấp chính quyền đã ủng hộ trong việc hoằng pháp này. Chúng tôi trân trọng tán thán tinh thần nhiệt huyết, ham tu, ham học của các Phật tử trong các đạo tràng luôn cố gắng tinh tấn học hỏi trong suốt thời gian qua. Kính chúc toàn thể quý Phật tử đạt được nhiều kết quả, kiến thức, pháp lạc, thảnh thơi trong đời sống hiện tại. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi trân trọng cảm ơn các Phật tử đã hội tụ về đây. Kính chúc quý vị sức khỏe, luôn là người con ưu tú của Phật trong hiện tại cũng như tương lai. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, xin trân trọng cảm ơn. Chúng con xin thành kính và cảm niệm tri ân công đức phần tuyên đọc của Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Ni Sư Thích Diệu Dẫn Hoan Hỷ nên đọc báo cáo tổng kết khóa học trực tuyến 2021-2023. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức, kính thưa các cấp lãnh đạo, thưa toàn thể hội chúng, cho phép con đại diện quý thầy trong ban chủ nhiệm lớp lên đọc bản tổng kết của lớp Phật học trực tuyến. Lời đầu tiên, con xin kính chúc chư tôn Thiền Đức, kính chúc toàn thể hội chúng lời chúc an lành nhất. Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lớp Phật học trực tuyến, chương trình tổng kết lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và chương trình học lớp Phật học trực tuyến nâng cao 1, tổng kết lớp học Phật học trực tuyến khóa 1. Lớp Phật học trực tuyến khóa 1 sau 2 năm hoạt động đã đạt được những kết quả nhất định. Ban tổ chức tổ 13 lớp Phật học trực tuyến tổng kết khóa 1 năm 1 năm 2, thời gian tổng kết ngày 5 tháng 7 năm 2023, địa điểm tại chùa Tường Vân, Văn Ổ, Kinh Môn, Hải Dương. 2. Lớp Phật học trực tuyến nâng cao sau khi tổng kết lớp Phật học trực tuyến khóa 1 năm 1 năm 2, lớp Phật học trực tuyến khóa 1 chuyển sang học chương trình năm học thứ 3. Học chương trình Phật học nâng cao, lớp được chuyển tên thành lớp Phật học trực tuyến nâng cao. Lớp Phật học trực tuyến nâng cao bao gồm các thành viên lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và các học viên đã thường xuyên nghe pháp, thường xuyên tham dự các khóa tu, có tâm huyết, có khả năng và chăm chỉ theo học. Ban tổ chức sẽ tuyển sinh bổ sung vào lớp học. 3. Thời gian, hình thức học của lớp Phật học trực tuyến nâng cao 3 năm 2023-2026. Hình thức học trực tuyến, công cụ học, Google Meet, Chan.
19:30 đến 20:00 tụng kinh châu báu, 20:00 đến 21:00 học tối thứ bảy hàng tuần, 5:00 đến 6:00 tụng kinh phúc đức ngồi thiền vào sáng thứ bảy hàng tuần. 4. Chương trình học gồm các môn học: 5 học thứ 3 lớp Phật học trực tuyến nâng cao sẽ học theo môn học. Ngoài ra còn học một số chuyên đề tham gia khóa tu thực tập đời sống người xuất gia, khóa tu xuất gia diêu duyên, chương trình từ thiện ngoại khóa, chương trình du xuân lễ Phật. Dưới đây là các môn học của lớp Phật học trực tuyến nâng cao. Học Phật Pháp căn bản do Giảng sư Đại Đức Thích Chánh Thuần, tọa đàm Phật Pháp Chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp Trung ương, Chư Tôn Đức lớp đào tạo giảng sư, vấn đáp Phật Pháp Chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp Trung ương, Chư Tôn Đức đào tạo giảng sư, phép tắc chuẩn mực của người cư sĩ Phật tử Đại Đức Thích Chánh Thuần, khóa tu thực tập đời sống người xuất gia, ban chủ nhiệm lớp giảng sư khóa 1, khóa 2, khóa tu xuất gia diêu duyên do ban chủ nhiệm lớp giảng sư khóa 1, khóa 2, thiền yoga Đại Đức Thích Chánh Thuần, Phật tử Lê Thị Thùy, nhạc Phật giáo, ca sĩ Đình Trúc, nghi thức thờ cúng tại Gia Tiên, Đại Đức Thích Chánh Thuần, lịch sử Đức Phật và Thánh chúng Đại Đức Thích Huệ Nương, kinh Quán Vô Lượng Thọ Đại Đức Thích Tục Kha, kinh Vô Lượng Thọ Đại Đức Thích Chí Thuần và một số môn học khác do Chư Tôn Đức trong Ban Hoằng Pháp Trung ương giảng dạy. 5. Ban chủ nhiệm Đại Đức Thích Chánh Thuần chủ nhiệm, Đại Đức Thích Chí Thuần phó chủ nhiệm, Sư Thầy Thích Viên An phó chủ nhiệm, Sư Thầy Thích Diệu Dẫn phó chủ nhiệm, Sư Thầy Thích Diệu Lâm phó chủ nhiệm, Sư Thầy Thích Đàm Thảo phó chủ nhiệm. 6. Danh sách ban cán sự lớp Phật học trực tuyến nâng cao: lớp trưởng Trần Thị Thu Trang, lớp phó học tập Phạm Mỹ Nệ, lớp phó tổ chức Dương Thị Hồng Thủy, lớp phó xã hội Tạ Đức Thắng, Nguyễn Viết Nộc, Đỗ Thu Huyền, thư ký Nguyễn Tùng Lâm, thủ quỹ Phạm Thị Bích Ngọc, lớp phó nghi lễ Trần Thành Đạt, lớp phó đời sống Phạm Thị Huệ, lớp phó văn thể Mỹ Lê Thị Thùy, lớp phó truyền thông Nguyễn Tùng Lâm, Dương Thị Hồng Thủy. Đó là nội dung tổng kết của lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và triển khai lớp Phật học trực tuyến khóa 2. Kính mong trên Chư Tôn Thiền Đức, các cấp lãnh đạo cùng toàn thể hội chúng liễu tri. Trước khi dứt lời, con xin kính chúc Chư Tôn Thiền Đức Pháp Thể Khinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu, Phật sự Pháp sự Viên Thành. Kính chúc các cấp lãnh đạo, chúc toàn thể hội chúng thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc và luôn luôn sống trong pháp lạc của mười phương chư Phật và hộ trì cho chánh pháp mãi trường tồn ở trên thế gian. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng kinh thành kính và cảm niệm tri ân công đức phần tuyên đọc của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đạo tràng giáo chủ bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni chứng minh, chúng con xin nguyện từ đây siêng năng học tập để ngày lớn khôn, đáp đền cha mẹ công ơn, đắp xây thế giới đẹp hơn bây giờ. Trong mấy năm qua được chư tôn tiền đức thương tường chỉ dạy cho những điều tràn đầy pháp vị, ân đức ấy cũng thật vô biên. Thời giờ này xin trân trọng kính mời Phật tử Ngô Thị Hiên, pháp danh Diệu Hiền, nâng đối trước chư tôn đức tăng ni đọc lời cảm tưởng tri ân. Xin trân trọng kính mời Phật tử Ngô Thị Hiền. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư đại đức tăng ni, kính thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử thuộc tỉnh Hải Dương. Hôm nay là ngày tổng kết khóa 1 lớp Phật học trực tuyến và sơ kết 6 tháng đầu năm khóa 2. Con Ngô Thị Hiên, pháp danh Diệu Hiền, ở đạo tràng Hưng Phúc xin có đôi lời cảm tưởng. Trước hết, những lời nói chân thành của con có gì sơ sót, xin trên quý thầy, quý đạo Phật tử hoan hỷ bỏ qua cho con ạ. Con xin tạ ơn Hồng Ân Tam Bảo
đã ban bố cho con nhiều phước đức, có duyên lành được học và hội tụ về đây cùng quý thầy, quý Phật tử tham dự buổi lễ này. Kính bạch trên quý ngài, thưa toàn thể đạo hữu Phật tử, thế là thấm thoát đã qua 2 năm học rồi, với bao cảm xúc bỡ ngỡ, ngại ngùng, nhớ lại những ngày đầu dịch bệnh lan truyền, tâm lý người dân lo lắng, sợ hãi. Hơn lúc nào hết, chúng con cần có giáo pháp để an ủi thân tâm. Hạnh phúc cho chúng con được quý thầy đã quan tâm, hoan hỷ mở lớp Phật học trực tuyến. Được sự động viên của quý thầy trong ban chủ nhiệm lớp, cộng với ý chí quyết tâm không lùi bước của các học viên, qua 2 năm học, chúng con đã hiểu được rằng bất cứ ai nỗ lực học hành, tu tập thì nhất định cũng được hạnh phúc chân thật giữa cõi đời này, và sẽ hiểu được tình thương là lẽ sống, trí tuệ là ánh sáng soi rọi cho bất cứ ai hướng tâm về ba ngôi tam bảo quý báu bậc nhất. Quý thầy như hương sen thơm ngát vang xa, khiến cho chúng con những Phật tử luôn khát khao mong có được. Thật may mắn cho tất cả đạo hữu chúng con lại đi lại đủ duyên lành hội tụ về lớp học này, được sự giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết không quản vất vả khó khăn về mọi mặt của các quý thầy chủ nhiệm cùng các quý thầy giảng viên và ban cán sự lớp. Chúng con đã hiểu được những điều cơ bản nhất, như sự ra đời của Đức Phật cũng như quá trình tu hành của Ngài. Chúng con đã biết được uy nghi phép tắc của người Phật tử. Chúng con đã hiểu được những giáo lý cơ bản của Đức Phật đã truyền dạy, như giáo lý duyên khởi, giáo lý vô thường, giáo lý nhân quả, giáo lý 12 nhân duyên, giáo lý tứ đế. Có thể nói, qua khóa học này, chúng con đã hiểu được rất nhiều điều. Nhân buổi tổng kết hôm nay, chúng con xin hứa sẽ cố gắng thực hành tu tập tốt những điều mà quý thầy đã chỉ dạy, xứng đáng là những người Phật tử chân chính, luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy, luôn làm những điều lành, tránh xa những điều ác. Cuối cùng, thay mặt cho toàn thể các đạo hữu, chúng con xin tri ân công đức của toàn thể quý thầy, đặc biệt là thầy Đại Đức Thích Chánh Thuần, sư thầy Thích Diệu Dẫn, sư thầy Thích Diệu Lâm, sư thầy Thích Đàm Thảo. Xin kính chúc trên quý thầy sức khỏe, thân tâm thường an lạc, phận sự viên thành, trụ xứ Hưng Long. Xin kính chúc toàn thể quý đạo hữu sức khỏe, bồ đề tâm kiên cố, gia đình hạnh phúc, luôn là người con ưu tú của Phật trong hiện tại cũng như trong tương lai. Chúc cho buổi tổng kết hôm nay thành công tốt đẹp. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện làm cánh chim đại thể cho vườn đời thơm ngát ý tương thân, một loài hoa dù lở giữa phong trần vẫn thơm ngát mùi hoa vô ưu rực rỡ. Vâng, xin cảm ơn phần tuyên đọc lời tri ân của Phật tử Ngô Thị Hiên. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bảy trên chư tôn đức tăng ly. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hòa cùng niềm vui của buổi lễ, không có sự cúng dường nào bằng sự cúng dường pháp. Đây chánh pháp là con thuyền tế độ giữa biển đời đau khổ lắm trông gai. Thầy về đây đem chánh pháp Như Lai, tháp đuốc tuệ bừng lên niềm giải thoát. Tiếp trục tục chương hình, chúng con xin đê đầu bái thỉnh Đại Đức Thích Chánh Thuần bố thí cho hàng đệ tử chúng con một thời pháp, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học của mình. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, tác đại chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các bác lãnh đạo cơ sở và kính thưa toàn thể Phật tử. Đại mệnh cho chư tôn đức, thầy cũng xin chia sẻ với đạo tràng một là vài cái ý nghĩa cũng như là một vài cái công tác của lớp Phật học trực tuyến.
Lời đầu tiên cũng xin kính chúc Chư Tôn Đức cùng toàn thể các vị đại biểu và đạo tràng lời chúc sức khỏe, bình an, A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đạo tràng. Như vậy là hôm nay chúng ta qua gần 3 năm học, chúng ta đã tổng kết lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và chúng ta cũng đã khai giảng lớp Phật học trực tuyến nâng cao. Và trong đó thì hầu hết các Phật tử ở đây cũng đều tham gia lớp Phật học trực tuyến khóa 1. Sở dĩ có cái việc mở lớp Phật học trực tuyến là do năm 2019 chúng ta đã có cái dịch bệnh COVID-19, cho nên là chúng ta, cả nước chúng ta tiến hành giãn cách xã hội và các Phật tử không thể tham gia đi chùa như thường xuyên được do giãn cách xã hội. Thì do vậy, các thầy trong Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hà Nội và bên phân ban đào tạo giảng sư, lớp cao cấp giảng sư ở khu vực phía Bắc đã nghiên cứu để tìm cái phương pháp nào cho quý Phật tử ở nhà nhưng vẫn học được Phật. Và kính bạch Chư Tôn Đức và kính thưa toàn thể đạo tràng, thì các thầy bên phân ban đào tạo giảng sư, Ban Hoằng Pháp Phật giáo Hà Nội cũng như cùng với thầy Diệu Dẫn, thầy Diệu Lâm, thầy Đàm Thảo đã nghiên cứu các cái ứng dụng để học. Và các thầy đã nghiên cứu trên 10 ứng dụng khác nhau, từ Chan S, từ Google Meet, rồi nhiều ứng dụng khác nhau để tìm ra cái ứng dụng nào tốt nhất. Khi nghiên cứu thì các thầy mất 2 tháng trời để nghiên cứu. Nghiên cứu rồi thì lại xin tài khoản của các bạn sinh viên để học cùng các bạn đấy trong các cái trường cũng đang học trực tuyến. Và những vấn đề đấy không quan trọng, mà quan trọng là các thầy thực hành và tìm ra cái ứng dụng nào để mà học phù hợp với tất cả các Phật tử. Và cuối cùng thì các thầy nghiên cứu họp bàn là cái ứng dụng Chanet, là cái ứng dụng mà dễ học, có thể học đồng thời một lúc 1.000 người và kéo đến 20.000 người đồng thời học một lúc, cũng như là không bị ngắt mạng, học các cái đường truyền nó tốt. Và các thầy cũng phải mua cái tài khoản đấy là 7 triệu đồng trên một năm. Và khi nghiên cứu xong, các thầy mới bắt đầu tiến hành là thực tập và tập huấn cái cách học. Sử dụng thuần thạo rồi thì tiến hành mới thông báo để mở lớp Phật học trực tuyến ở trên toàn quốc, và có gần 1.000 Phật tử tham gia lớp Phật học trực tuyến này. Và một cái khó khăn là các Phật tử ngồi đây, tổ 13 ngồi đây cũng như 22 tổ của lớp Phật học trực tuyến cũng rất là nỗ lực, cố gắng để mà theo lớp Phật học trực tuyến. Và khó đầu tiên đối với tổ 13 và lớp Phật học trực tuyến nói chung, đấy là công nghệ. Bởi vì toàn các cụ đang ngồi đây thì báo cáo với bác lãnh đạo cơ sở là toàn 60-70 tuổi rồi. Và nhiều cụ còn chưa biết thế nào là Zalo với lại điện thoại cảm ứng cả. Nhiều cụ là có cái điện thoại cục gạch, con cháu gọi đến thì bấm nút nghe, không bấm, bấm nút tắt. Thế mà bây giờ lại phải, nào là phải tự cài cái phần mềm trong thông báo là lớp Phật học không hề hỗ trợ về cài đặt, về hướng dẫn cài đặt. Thế rất là khó. Cái Zalo còn chưa biết, bây giờ lại cái chan nét nghe lại tiếng không nửa Tây nửa ta, rồi lại cài đặt, rồi lại này nọ, lại học, lại mở, lại tắt phím, rồi bật phím, rồi bật mic, rồi giơ tay, các kiểu luôn. Thế rất là khó. Thế nhưng mà nó thể hiện rằng là cái quyết tâm học Phật của các Phật tử ở đây 70-80 tuổi rồi, nhưng mà cái tinh thần là học Phật là không ngừng nghỉ, quyết tâm học. Cuối cùng là các Phật tử đều sử dụng một cách rất thuần thục, rất thành thạo và rất là nhạy cái ứng dụng này. Thế thì cái khó là đều là già cả rồi, nhưng không biết thì ban tổ chức lớp học chỉ có đưa một cái hướng dẫn thôi. Nhưng đọc hướng dẫn đấy, ngay cả sinh viên, thì các cụ nhà ta ở đây thì báo cáo với bác trưởng cụm dân cư là các cụ không biết, thì các cụ bắt con cháu phải làm cho các cụ. Thế con cháu không làm được rồi thì các cụ ở đây là ra nhờ hàng điện thoại người ta làm cho, làm rồi lại hướng dẫn. Thế hướng dẫn rồi bắt đầu mới sử dụng. Cho nên là nhiều cháu
học sinh viên đại học về bất ngờ với bà của mình sử dụng cái ứng dụng học Chat Net thanh thạo, thuần thục, cân chỉnh hình rất là đẹp, ánh sáng, hình, mọi thứ rất là chuẩn. Thì đấy là cái sự nỗ lực của các Phật tử trong lớp Phật học trực tuyến này, không chịu khuất phục, già rồi nhưng mà cũng cố gắng hết mình để mà theo học. Thế rồi mọi thông tin là đều được đưa lên nhóm Zalo. Thì các cụ lại tiếp tục mới bắt đầu mày mò thế nào là Zalo để nhận thông tin, để nhận bài học. Thì cái chương trình học trực tuyến này nó không chỉ lan tỏa ở trong riêng cá nhân, bắt đầu là cả gia đình, cháu mới ngó xem là bà học cái gì mà tự nhiên hôm nay lại lạ thế. Rồi các ông chồng và các bà vợ cũng lại ngó xem, lại ngồi học cùng xem là học cái gì mà lạ thế. Thế tự nhiên lại thấy bà cứ cầm cái điện thoại rồi lễ Phật rồi học. Và cuối cùng là cả gia đình cũng được lan tỏa cái tinh thần Phật Pháp. Nhiều gia đình nhờ có cái Phật Pháp, nhờ lớp Phật học trực tuyến mà giác ngộ, mà hiểu đạo, mà cũng giảm đi cái nỗi khổ niềm đau và tìm được cái hạnh phúc, an vui và an lạc trong gia đình. Và ngoài ra rồi lại còn tham gia các cái khóa tu trực tuyến là khóa tu Phật Thành Đạo 7 ngày, khóa tu Vu Lan 7 ngày, rồi là các cái cuộc thi Phật tử tổ chức Phật Thành Đạo tại Tư Gia, Vu Lan tại Tư Gia, và trong đó trong tổ 13 cũng rất nhiều gia đình Phật tử đã được đạt giải của Ban Hoằng Pháp Trung ương tổ chức. Thì thưa quý Phật tử, cũng là may mắn cho quý Phật tử, tuy là lớp Phật học trực tuyến nhưng nó không đơn giản đâu ạ. Nó là, các nói vui một chút, có thể nói là ở cấp độ Phật tử thì lớp Phật học trực tuyến khóa 1 là lớp Phật học trực tuyến đầu tiên kể từ khi 2000 năm Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Gần một năm sau rồi thì giáo hội mới bắt đầu mở các lớp Phật học trực tuyến ở cấp độ giáo hội. Nghĩa là chúng ta là lớp Phật học trực tuyến mở đầu tiên của cấp độ giáo hội, và chỉ có mở sau lớp cao cấp giảng sư ở khu vực phía Bắc thôi. Lớp cao cấp giảng sư ở khu vực phía Bắc thì mở trước chúng ta 2 tháng, 3 tháng. Sau đó ở cấp độ Phật tử là lớp Phật học trực tuyến khóa 1 là lớp Phật học trực tuyến đầu tiên của cả Phật giáo, cả nước học trực tuyến, và đều là các Phật tử già chứ không phải là các Phật tử trẻ. Như vậy thì chúng ta đã cố gắng đi được lớp Phật học trực tuyến khóa 1 và chúng ta đã bước sang lớp Phật học trực tuyến khóa 2. Thì chương trình học lớp Phật học trực tuyến khóa 1 là những chương trình Phật học cơ bản giới thiệu về Đức Phật, về lịch sử Đức Phật, về Phật Pháp căn bản, về uy nghi phép tắc của những người Phật tử, về những kiến thức hết sức cơ bản để trang bị cho người Phật tử. Ngoài ra, chúng ta còn tham gia các cái khóa tu trực tuyến, tham gia các công tác hoạt động xã hội khác của lớp Phật học trực tuyến. Và đặc biệt, tổ 13 cũng như lớp Phật học trực tuyến chúng ta còn tham gia cái công tác, đấy là công tác từ thiện xã hội, đặc biệt trong cái giai đoạn Covid-19. Để báo cáo với chư Tôn Đức và thưa các bác lãnh đạo cơ sở, thì trong cái đại dịch Covid-19, ba quý thầy là chùa Tường Vân, chùa Nghiêm Quang, thầy Đàm Thảo, thầy Diệu Dẫn, thầy Diệu Lâm cùng với tổ 13 tham gia tích cực vào cái phong trào mà cùng với toàn cả nhân dân cả nước để phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt riêng tổ 13 cùng với quý thầy là trong cái công tác phòng chống đại dịch là chúng ta đã vận động và tài trợ được 3 máy thở cho miền Nam, tài trợ được hơn 20 tấn gạo cho các tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, gần 40.000 khẩu trang, gần 300 triệu đồng tiền chi phí để phục vụ cho các cái phong trào, các cái công tác như là ủng hộ quỹ vaccine, rồi ủng hộ các gia đình gặp khó, rồi ủng hộ các cái chốt an ninh về phòng chống dịch COVID-19. Thì kính bạch chư Tôn Đức và kính thưa toàn thể đạo tràng, riêng 3 cái máy thở của chúng ta, 3 máy thở của tổ 13 được đưa vào các bệnh viện dã chiến số 1, số 2, số 3 ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta cứu được hàng trăm mạng người chứ không phải ít đâu ạ.
Lúc bấy giờ là rất các bệnh nhân nặng, là rất thiếu oxy để máy thở oxy. Và chúng ta trong cái thời giai đoạn là nóng nhất của thành phố Hồ Chí Minh về cái công tác phòng chống dịch COVID và rất cần máy thở, và thiếu máy thở trầm trọng, trăm mạng người, rồi nhiều những cái thiết bị y tế khác mà Tổ 13 cùng với quý thầy đã gửi vào trong phía trong. Rồi Tổ 13 cùng với ba quý thầy ở đây có cái phong trào trong cái dịch COVID-19 là giải phóng nông sản. Giải phóng nông sản. Và trên 300 tấn rau củ quả của Hải Dương đã được giải phóng để mà mang về các cái tỉnh thành lân cận như là Thái Nguyên, như là Hà Nội. Và trong đó thì chùa thầy cũng đã, đến tận chùa thầy cũng đã từng mua mấy kg để ủng hộ. Điều đấy có nghĩa rằng là cái phong trào đó, lúc bấy giờ là Tổ 13 cùng với các quý thầy là không chỉ có học mà thực hiện các cái việc cống hiến, dấn thân và phụng sự và đồng hành cùng với nhà nước trong cái công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Và đặc biệt là chúng ta giải phóng được trên 300 tấn rau củ quả. Và trong cái thời kỳ dịch COVID như vậy á, là rất khó khăn về công tác đi lại cũng như là công tác xe cộ. Rồi là chuyển nhiều, xây dựng một số những cái nhà tình nghĩa, tình thương, rồi giúp nhiều, đỡ nhiều hộ gia đình. Và đặc biệt trong cái lúc mà miền Trung lũ lụt ấy, là các thầy Tổ 13 cùng với ba quý thầy ở đây là đưa vào gần 20 chuyến ô tô hàng, toàn mười mấy tấn thôi, và trị giá là gần 2 tỷ đồng. Gần 2 tỷ đồng mà khi mà miền Trung lũ lụt ấy, ngày thứ hai của miền Trung lũ lụt là ngày thứ ba là thầy Đàm Thảo, thầy Diệu Dẫn, thầy Diệu Lâm cùng với các quý thầy đã có mặt ở miền Trung để mang hàng nghìn cái bánh chưng, hàng trăm tấn hàng vào trong đấy, và gần 20 chuyến ô tô, toàn là ô tô 5-6 tấn để vào đấy và vào trong miền Trung. Và kính bạch Chí Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, thầy cũng rất là ấn tượng với lại sư thầy Đàm Thảo, sư thầy Diệu Dẫn ở đây. Riêng tiền xe ô tô chở vào cái chuyến miền Trung ấy, tiền ô tô không thôi ấy, là trên 200 triệu đồng. Tiền ô tô không chưa nói là hàng. Bởi vì quý Phật tử cứ xe 5-10 tấn vào đây, đi từ đây vào Huế, vào Quảng Bình, mà đi lại đường rất là khó khăn đi lại, là tiền đều mấy chục triệu một xe cả. Và trị giá của riêng ở phía đơn vị Hải Dương, Tổ 13 cùng với ba quý thầy, các thầy tổng kết là riêng lượng hàng đưa vào hàng gần trăm tấn hàng. Gần trăm tấn hàng và trị giá gần 2 tỷ đồng. Gần 2 tỷ đồng. Và một số lượng nhiều tiền như vậy. Nhưng mà các Phật tử, các thầy rất là cảm động. Ba thầy đây đi bằng xe gì vào trong đấy? Ngồi đằng sau xe tải hàng. Và trong đấy thì chắc là có một số Phật tử đi cùng quý thầy, là các Phật tử cũng chịu cái cảm giác đấy, biết là cảm giác đấy. Tại sao một cái xe 7 chỗ, lúc này hỏi thầy Thảo với thầy Dẫn với thầy Lâm là sao thầy đi đầu thì các thầy phải đi một cái xe 7 chỗ cho nó an toàn cho các thầy. Chứ ngồi cứ bồng bềnh trên mây thế này đi vào đường đấy thì các thầy chịu làm sao được. Cơm lại cơm nắm muối vừng. Thế thì các thầy bỏ cái tiền đấy để chúng con hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Và khi mà thưa quý Phật tử, khi đi nó còn có chăn, nó còn êm, các thầy bồng bềnh trên mây được. Nhưng khi về nó hết chăn rồi là nó chỉ cần phanh cái là xô cả lũ, cả một bè là về phía trước hoặc phía sau. Thì các Phật tử đây đi là thấy rằng là, mà từ đây đi vào Huế, Quảng Bình, Quảng Trị thì các Phật tử bảo là đâu có dễ dàng bỏ có mấy chục cây đâu, mấy trăm cây. Nhưng mà nó cũng thể hiện rằng là tinh thần dấn thân, phụng sự, trách nhiệm của quý thầy cũng như là quý Phật tử đã truyền tải những cái hàng hóa của các Phật tử gửi gắm, của chính quyền, các lãnh đạo cơ sở gửi gắm để mang đến tận tay đồng bào miền Trung ở phía trong. Và với một cái tinh thần là trách nhiệm cao thất, là tinh thần dấn cống hiến, dấn thân và phụng sự. Thì như vậy thì quý Phật tử Tổ 13 chúng ta không chỉ học mà chúng ta cũng đồng hành cùng với lớp Phật học trực tuyến. Chúng ta thực hiện các công tác xã hội để góp phần phòng chống đại dịch và chia sẻ với đồng bào miền Trung trong những đợt lũ lụt. Và tham gia giảng dạy tại lớp cao cận, giảng dạy cho quý Phật tử thì cũng đều là quý thầy
của Ban Hoằng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của phân ban đào tạo giảng sư, của lớp cao cấp giảng sư chia sẻ cho quý Phật tử. Rền rã trong vòng mấy năm trời mà chúng ta lại tiếp tục cái việc học tiếp trong các cái khóa tiếp theo. Thì như vậy thì chúng ta cũng đã đi qua được cái chặng đường của khóa 1 với rất nhiều những khó khăn, những thử thách và những cái thuận lợi khác nhau. Nhưng cuối cùng thì quý Phật tử chúng ta cũng đã đến đích. Và khi các thầy giảng dạy ở lớp Phật học trực tuyến thì quý thầy đều tán thán công đức của chùa Nghiêm Quang, rồi chùa Tường Vân và chùa Tư Sầy Thích Diệu Lâm nữa. Chúng ta vừa trực tiếp ở nhà, trực tuyến ở nhà, rồi chúng ta khi mà dịch bớt đi thì chúng ta lại tập trung lại các chùa để cùng học lớp Phật học trực tuyến. Thì qua cái bài phát biểu của Phật tử, đại diện Phật tử vừa phát biểu thì thầy thấy rằng là các Phật tử cũng đã ít nhiều thấm nhuần được các bài pháp của các thầy dạy về giáo lý tứ đế, về nhân quả, về vô thường, về nhân duyên, về nghiệp báo, về lịch sử cuộc đời của Đức Phật, về uy nghi, về phép tắc. Thì thầy cũng đánh giá cao cái bài phát biểu của quý Phật tử vừa rồi, cũng như là qua các cái lớp học, các chương trình học, các bài học và các buổi học thì quý Phật tử ở Hải Dương chúng ta cũng tương tác rất là tốt và học cũng rất là nghiêm túc, rất là trách nhiệm. Và nhân đây cũng xin tán thán công đức của ba quý thầy, thầy Thích Diệu Dẫn, Thích Đàm Thảo và Thích Diệu Lâm cũng đã mở cái lớp Phật học trực tuyến ở phân hiệu ở cái khu vực Hải Dương để tạo điều kiện cho các quý Phật tử học tập. Và ngoài ra thì các quý thầy ở đây lúc đầu cũng không dành về công nghệ, nhưng các thầy cũng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm để tạo những điều kiện tốt nhất cho quý Phật tử. Và các thầy cũng trang bị từ máy tính, từ máy chiếu, hệ thống mic, hệ thống micro. Rồi thầy Diệu Dẫn còn mua cả máy quay gần 100 triệu để phục vụ cho cái công tác trực tuyến cho các quý Phật tử. Rồi mua cả hệ thống máy chiếu, rồi là hệ thống công nghệ thông tin. Các thầy rất xin tán thán công đức của quý sư thầy. Và lớp Phật học trực tuyến cũng mở khóa 2, đấy là khóa lớp Phật học trực tuyến nâng cao. Thì nhiều Phật tử trong lớp chúng ta cũng chưa nắm được, nhưng mà quý thầy sẽ chia sẻ và các Phật tử trong ban điều hành phụ trách về tổ 13 chúng ta cũng chia sẻ để chúng ta các Phật tử để tiếp tục được học lớp Phật học trực tuyến nâng cao của Ban Hoằng Pháp Phật giáo Hà Nội và Ban Hoằng Pháp Trung ương mở, để quý Phật tử chúng ta vẫn được tiếp tục tiếp cận được với Phật Pháp. Như vậy thì lớp Phật học trực tuyến chúng ta khóa 1 cũng đã kết thúc. Thì hôm nay quý Phật tử chúng ta sẽ được phát một cái giấy chứng nhận của Ban Hoằng Pháp về cái việc tốt nghiệp cái lớp Phật học trực tuyến khóa 1. Thì quý Phật tử cầm cái giấy Phật này là khác với tất cả các giấy khác. Nó là một cái kỷ niệm sâu sắc với mình, bởi vì quý Phật tử là những Phật tử công nghệ số đầu tiên của giáo hội đấy ạ. Chứ không phải là giấy chứng nhận bình thường. Có rất nhiều những lớp Phật học trực tuyến sau này được mở ra, nhưng các Phật tử của lớp Phật học trực tuyến khóa 1 Ban Hoằng Pháp Phật giáo Hà Nội và phân ban đào tạo giảng sư thì các Phật tử chính là lớp đầu tiên của giáo hội học trực tuyến, và cũng là chứng nhận đầu tiên của các Phật tử đầu tiên mà chúng ta học trực tuyến. Đấy, một lần nữa cũng xin tán thán công đức của quý sư thầy chư tôn đức đã quang lâm chứng minh và dự lễ. Xin tán thán công đức của quý Phật tử đã tham dự lớp Phật học trực tuyến. Cũng xin trân trọng cảm ơn các bác lãnh đạo cơ sở hôm nay đã đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức và toàn thể đạo tràng luôn luôn an lành bình an trong ánh tử quang của Đức Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ một lời chánh pháp nghe xong tâm chúng con thật bình an. Kính lạy tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn truyền bá đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu,
làm thầy mô phạm chỉ đường chúng sinh. Chúng con thật xúc động khi nghe những lời giảng của thầy. Chúng con xin nguyện hồng ân Tam Bảo từ thủy gia hộ cho thầy được pháp khể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả biên thành, chèo lái con thuyền trí tuệ, đưa chúng sanh thoát khỏi biển khổ sông mê lên bờ giác. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni từ bi hoan hỷ bố thí cho thời giờ là đến giờ cấp phát giấy chứng nhận lớp Phật học trực tuyến. Thay mặt ban tổ chức, chúng con được sự chỉ dạy của trên Đại Đức Thích Chánh Thuần cùng quý thầy bố thí cho con xin được mời các Phật tử có danh sách lên nhận và xin phép các Phật tử. Thầy mời đến các Phật tử nào, chúng ta hoan hỷ nhanh chân cùng lên phía trên để nhận giấy chứng nhận lớp Phật học trực tuyến ngày hôm nay. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niềm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giàn giáo mưa pháp, sống trong một loài ngập nắng yêu thương, sống trong một loài ngập nắng yêu thương, sống trong một loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa néo mê danh lợi sắc tài, làm thân ta hận sâu tê tái. Quyết quay trở về bờ giảng an vui, quyết quay trở về bờ giảng an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Thích Chánh Thuần, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, chủ nhiệm lớp Phật học trực tuyến. Kính bạch trên Đại Đức Thích Thanh Quảng, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Kinh Môn. Kính bạch trên Sư Thầy Thích Diệu Lâm, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thanh Hà. Cùng kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, khách quý và quý Phật tử xa gần. Thời giờ chuẩn bị đã khép lại chương trình lễ tổng kết lớp Phật học trực tuyến. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con trước tiên thành kính tri ân trên quý Ngài đã hoan hỷ quang lâm
và ban bố cho chúng con, thách tấn cho chúng con, cho các Phật tử chúng con, đặc biệt là khép lại chương trình khóa 1 lớp Phật học trực tuyến cho dành cho các Phật tử. Giờ đây thời gian cũng được chu viên hoàn tất, chúng con thành kính tri ân quý ngài, kính chúc quý ngài thân khỏe, tâm an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, trụ xứ Hưng Long mãi là bóng cây che mát, trí tuệ che mát cho chúng con được nương nhờ tu tập. Và các Phật tử chúng con cũng như trụ xứ chúng con trong thời gian đón tiếp có thể chưa được chu đáo, chúng con xin được sám hối và thành kính tri ân, niệm ân quý ngài, mong quý ngài hoan hỷ bỏ qua cho. Và xin kính thưa các quý vị Phật tử, ở trụ xứ nơi đây cũng còn có sự chật hẹp, chưa được chu đáo với các quý vị Phật tử, mong các quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Giờ đây chúng con xin được cung thỉnh trên chư tôn Thiền Đức khởi thân và các Phật tử chúng ta khởi thân làm lễ hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Ban cung nghinh vào vị trí. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.